Chào các bạn. Có hả là nhiều bạn yêu cầu mình làm video là người cuối cùng rời khỏi cái hồ bơi nước đá. Nên hôm nay tụi mình quyết định là sẽ thử làm với bạn. Tại vì thật sự là nước đá rất là lạnh. Người cuối cùng mình nghĩ là chắc chịu bao chừng không biết nửa tiếng không nữa. Không biết. Bởi vậy nên tới giờ mình mới làm bạn. Tại vì cái thử thách này nó hơi bất khả thi. Do nó nước đá nó rất là lạnh luôn. Chúng ta mà ngâm trong đó là nó tơi cống hết. Và nên tụi nó đã chuẩn bị rất là nhiều đồ nghề các bạn. Các bạn thấy là tụi nó mặc áo mưa, găng tay rồi dài các kiểu. Bên trong nó còn quấn vải, mặc 20-30 lớp quần nữa. Nhưng ăn là nó mặc hình như là 6 quần 6 áo anh ơi. 6 quần cộng 6 cái áo. Dạ. Đó, nói chung là nó mặc rất là dày như vậy các bạn. Nói chung là bây giờ hôm nay là sẵn thử là chúng ta có thể mặc đồ ấm cúng các kiểu và ngâm nước đá xem là được bao nhiêu phút các bạn. Bạn nào thích cái video này hãy nhấn like, chia sẻ nha. Còn bạn nào chưa nhấn đăng ký kênh thì click đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình ra video mới nha. Ok, bây giờ mình sẽ cho nước đá vào và bắt đầu tính giờ xem là tụi nó sẽ được bao lâu. Và cái kèo này là người nào chịu được lâu nhất lộn bơi thúng. Thầy kia này khá là khó. Khá là khó luôn nha các bạn. Trời ơi, lạnh kìa với mẹ ơi. Ok, mình sẽ đặc biệt chăm sóc mấy thằng mà nó hay gáy nha các bạn. À đó, bên kia mà. Gáy rồi em. Rồi hiện tại là mình chỉ có thể chôn được chân vầy thôi các bạn. Nó lói cái chân lên cái kiểu nè. Nhưng mà dù sao thì ngồi trong nước đá như vậy là cũng giống là ốp trái cây rồi nha. Nói chung là chuối với lại cái trứng cút đã đang được ướp lạnh trong đây. Coi đau khổ kìa. Rồi mình sẽ bấm giờ xem là cái thử thách lần này là người cuối cùng chịu đựng đến bao nhiêu phút nha các bạn. Bắt đầu. Đây cái thời gian này là nó cứ chạy tới thôi. Chúng ta chỉ có thể dừng lại hoặc là không làm được gì hết bạn. Chỉ có thể dừng lại thôi chứ không có tua nhanh hay tua chậm nữa các bạn. Nói chung là đồng hồ nó sẽ tiến tới. Mỗi lần có người đầu hàng thì mình sẽ lấy đồng hồ này ra xem người đó là chịu được tới phút thứ mấy nha các bạn. Rồi cảm giác bây giờ sao em? Mát lắm à. Thoải mái luôn hả? Em hơi gọi tới mai. Chị gái sao em? Em rét lắm anh. Khai bằng ngày được á. Easy hả? Ồ mát đã. Rồi tiếp theo là bạn Tú đau khổ gì hả? Đau khổ gì không? Lạnh. Lạnh hả? Rồi tiếp theo là bạn ăn siêu gáy. Em cũng lạnh đây nè, lạnh chân nè. Lạnh anh. Lạnh hả? Ai cũng lạnh hết hả? Các ai đó không lạnh á. Đổ em à. Nói chung là bảo chị được ngày còn chỉ chị được 2 ngày hả? Nói chung là đây là hai ứng cử viên rất là sáng chói luôn các bạn. Đây chỉ có thể chôn được sơ sơ như vậy thôi các bạn. Nhưng mà chút nữa nước đá đồ nó tan bớt ra thì nó bắt đầu nó chuyển sang chế độ lạnh đích. Kế hoạch của chúng ta được 2 tiếng 12 phút. Và người đầu hàng đầu tiên chính là thằng Cu Bảo các bạn. Mấy thằng mà nhiều mỡ như vậy thường nó yếu đuối lắm. Mới 2 tiếng là nó gáy sớm một ngày. Mà kết quả là mới 2 tiếng nó đã đầu hàng nha các bạn. 2 tiếng đầu hàng. Cho anh chui vô lỗ nước nè. Rồi bây giờ em phỏng vấn các bạn coi vì sao đầu hàng, cảm giác bây giờ cái sao? Xuống dưới là cái đít nó không cảm giác gì luôn. Với lại cái giò nó không có bọc gì. Nó tơi cứng luôn. Em mặc có cái quần. Mặc có một cái quần cục, không có mặc quần ở đâu mà vì lạnh. Đúng rồi. Tao kể cho các bạn coi đồ nghề em là gì. Đồ nghề đó vậy. Có vậy, lạnh giò đúng rồi. Lạnh giò có gì không nổi hả? Đầu hàng. Lạnh đứt nữa. Không có làm chịu được. Nói chung là 2 tiếng đồng hồ là chúng ta đã có người đầu hàng đầu tiên đó chính là Cu Bảo bạn. Tới giờ ăn trưa luôn, nhưng mà nó đầu hàng nên nó sẽ khỏi ăn trưa luôn, phải đi. Bây giờ mình sẽ cho tụi nó bốc khăm nha bạn, bốc khăm ăn trưa nha. Ở trong đây là có 4 món nóng và 1 món lạnh. Xin mời cô Dĩ. Không để chui gì đúng không ạ? Đúng rồi, mở ra cho bạn coi trước, anh đọc cho. Rồi ạ. Còn cái tay nó cùi kìa bạn. Nó đeo bao tay. Chúng ta sẽ có là bún riêu nha. Đây em. Wow. Ủa nóng đã chứ anh. Đúng rồi, món nóng á, cũng riêng đồ nóng. Cui cho bạn coi coi. To wow. Nhìn hấp dẫn không? Có nguyên một cái mai cua luôn. Ủa? Cái tô bún riêu này là 45k. Bỏ mấy cái nào không ăn dùng ở đây nha. Gà. Rồi tiếp theo là con Tú. Mai em bóc. Đang gỡ ra tao bao tay không gỡ được đâu. Để xem Tú có gì.
Rồi Tú nó được bánh gạo các bạn. Bánh gạo tteokbokki. Bánh gạo là bánh được làm từ gạo được nấu với kim chi và ớt. Món này là vừa cay cay và vừa nóng nữa, giúp cái lạnh này xua tan. Rồi tiếp theo là cu An, xin mời. Đây anh gỡ cho em. Món nóng. Để xem ăn được món nóng hay món lạnh nha. Wow, đây là một món ăn liền các bạn. Cơm nấm cộng với lại rau trộn. Nói chung là bạn ăn rất là may mắn luôn. Cơm nấm này là một món món lạnh nha. Ăn này rất là lạnh bụng luôn. Đây ốp đá luôn nè. Đó. Rồi rau trộn nha, rau trộn cũng ốp đá luôn. Đó. Rồi tiếp theo là cuối cùng chính là bạn Toàn. Còn hai tờ nha. Cả lô tay gỡ được á. Ủa sao tay có cái bao tay à, anh đi háo cái kia à. Nó rung kìa, có rung kìa bạn. Lạnh quá. Toàn được cháo các bạn. Một tô cháo. Cháo thịt bằm. Thằng Vĩ với lại thằng Tú là rất ok bạn. Tớ bút kia cay và bút riêu. Còn ăn thì được rau trộn rất là mát lạnh luôn. Còn Toàn thì được cháo thịt bằm nha. Rồi ăn trưa xong thì mình có bồi bổ cho mấy cô bằng trái cây các bạn. Tại thấy có nước đá nên quyết định làm trái cây ấp lạnh luôn. Giải, táo, chôm chôm, Coca Cola. Rồi tiếp theo là bò hút. Rồi hiện tại là đã được 3 tiếng trôi qua và chúng ta đã có người đầu hàng tiếp theo. Đó chính là cu to các bạn. Nó nằm nó ngồi trên đá như vậy là không cần chôm chân gì hết nhưng mà nó vẫn cảm thấy như thế nào mà đầu hàng. Tơi đít quá. Tơi với tơi chân. Ngồi tơi cái đống đá và cảm giác là tơi đít nè. Đúng rồi. Đít em giờ chắc đóng băng luôn hả? Đóng băng luôn hả? Đúng rồi. Ok, nói chung là ai đầu hàng thì cho ra hả bạn. Ok, tạm biệt. Và chúng ta còn 3 người chơi. Đó chính là thằng cu Dĩ. Hồi nãy là nó gáy là nó nói là nó sẽ chơi được 2 ngày để cố gắng lụm cái phần hưởng này để sòng răng các bạn. Tại bữa cái năm 10 nó tiền năm 10 nó chiến thắng nhưng mà nó lấy tiền nó đậu xe các bạn ơi. Để chúng mình quay con xe đó cho bạn coi nha. Rồi tiếp theo là cu Tú. Nhắm mà chơi được bao lâu đi em? Chắc chiều anh. Chiều luôn. Rồi cu An. Nếu Tú nó chiều em chắc phải 2 ngày nữa. Vậy. Nói chung là những thanh niên là gáy rất là tốt đúng không bạn. Nói chung là ai cũng có động lực là phải thắng cái game này nha. Và mình tiếp theo sẽ là vòng gọi là thử thách hội chợ này. Nói chung là một cái vòng hội chợ may mắn. Ở đây là mình có 5 quả bong bóng. Ở trong mỗi quả bong bóng sẽ có một cái lá hâm các bạn. Ví dụ như lấy phi tiêu đây nè. Phóng nổ được cái quả màu đỏ này thì trong cái quả màu đỏ này có một cái tờ giấy ghi cái hình phạt gì hoặc giải thưởng gì đó thì sẽ được cái đó. Rồi ai chơi trước? Đây em cha. Trời, vừa cho thằng Dĩ cho bạn. Ok, quấn em quấn. Ok. Hay lắm, hay lắm. Không sao, không sao, bây giờ tới thằng Tú. Phóng hộp được phép phóng lại nhưng mà phải đảo vòng. Rồi, bây giờ tới thằng Tú nha. Phóng hộp được phép phóng lại. Từ từ, để lấy nét coi. Rồi, vô em. Màu đỏ, lộn ra đây bảo. Để xem chúng ta có cái tờ giấy gì. Đây, đưa đây cho anh luôn. À, ăn gỡ ra coi ăn. Coi thằng Tú được cái gì. Trời ơi, cái gì gọi là nhân phẩm mà. Cái này là what the hell? Ra ngoài 15 phút, được phép ra ngoài. Trời ơi. Ờ, bấm giờ luôn nha, bấm giờ nha. Rồi, hiện tại là 12:35 thì tới là 12:50 nha. Đúng 12:50 phải vô lại cho em. Rồi, muốn đi đâu đi đi. Thoải mái đi, ra ngoài sưởi nắng đi. Ra ngoài kia sưởi nắng đi. Rồi lấy phi tiêu, tao lượt cu ăn. Rồi còn 4 quả nào. Một hồng ý. Ủa? Màu vàng, lượm màu vàng coi. Màu vàng của em hả? Màu vàng của em hả? Cho ăn tự gỡ luôn. Tôi có màu vàng không? Để xem màu vàng có gì. Cỡ dài. Màu vàng của em rồi nè. Cho em nè. Đúng rồi, cỡ dài. Cỡ dài. Xong rồi, tay rồi. Đôi chân tràn chạm vào cái làn băng đá. Ngầm vô. Đau. Wow. Lạnh à. Cái này đã lạnh rồi mà kể cái lạnh hơn nữa. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ xây vòng về cu Dĩ nha. Tại nãy nó ném hụt nên bây giờ nó được quyền xây vòng quăng lại cái nữa. Rồi tao ơi, quay coi rồi chấm màu gì em. Dạ luôn anh. Cái thằng này nó quăng kìa.
tiếp tục cho quan tiếp một của mình nó à. Sao ơi đó đó nó ngu kìa. Ba trái. có một hướng đi luôn á, nó quăng lên cổ, nó quăng ba lần. Nó ra cười xỉu quá. Kì á. Chúng ta không có tương đương được cái độ chính xác của nó. Không có cộng chính xác rồi em. Mua đồ chính xác cộng vô. Nhắm cho kỹ vô. Rồi. Để coi nó có gì nha. Quất cái chung rồi. Rồi màu cam của nó sẽ có gì? Mở luôn Bảo, đưa qua đây Bảo. Wow, 500k. 500k. Cái này là tiền nóng nha, 500k. Hoàn toàn là hụt không, cuối cùng được 500k. Nhân Bảo. À, thử thách của chúng ta đã được gần 4 tiếng các bạn. 3 tiếng 54 phút. Gần 4 tiếng và kết quả chúng ta đã có người đầu hàng tiếp theo. Đó chính là Tên 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 Tên. Bạn đang bị gọi là chân em nó kiểu như là nó cháy luôn mà phỏng á, phỏng lạnh á anh. Nói chung là đang bị đến tặng răng luôn nhưng mà không có dớ các bạn. Chị không có dớ rồi đúng không? Dạ, lạnh chân thôi. Sao cái áo? 1 nè, 2 nè, 3, 4, 5, ơi có 5 cái, 5 à, 5 à. Ờ, 5 cái áo rồi, quần mấy cái. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chứ tính hiểm trọng nào 7. À, chúng ta còn 2 người chơi cuối cùng. Mình tính làm cái vòng gọi là bắn súng hội chợ các bạn. Bắn súng, bắn mấy cái lon bia đồ, nhạc hưởng mà còn 2 người mới chơi được không nữa. Muốn chơi không? Dạ, tại vì cái giải thưởng hỗ trợ này là sẽ có thưởng và có phạt luôn. Chắc chơi không? Chơi luôn à? Chơi luôn ha. Cậu hai đứa rồi sao gì? Ok, nói chung là hai con này chấp nhận chơi các bạn. Có mai rủi luôn nha. Tại vì những cái trò chơi mà hỗ trợ này do mình tổ chức là thường là có bằng thưởng hoặc là có hình phạt á. Nhưng mà hai đứa đều đồng ý hết nên chơi luôn đúng không? Đúng. Ok, set up luôn. Bắn lon bò hút nha. Ở đây là mình thiết kế là 4 lon bò hút các bạn. 1, 2, 3, 4. Mỗi lon sẽ có một cái tờ giấy nó để trên đây như vậy nè. Mình để vô mà không cho đứa nào coi hết nha. Trong 4 tờ giấy này sẽ có 3 hình phạt và 1 phạt hưởng nha. 3 phạt và 1 hưởng. Rồi ok chưa? Bắn cái nào là bảo lực cái đó nha. Rồi bắn em. Hụt lát. Sao nó bắn cái bông bóng? Bắn gì yếu quá em. Tạo nó bắn kìa. Bắn kìa. Tiếp tục. Cái nào nằm dưới mà nó chỉ dưới luôn. Cái nào có dưới á, cái nào dưới á. Thế nó bắn bóng không vậy? Nói chung là thằng Tú nó bắn kém quá, mới vừa quốc liền nó lại bạn. Nhưng mà nó vừa lượt này cho thằng Dĩ bắn luôn rồi nha. Cái nồng nó nằm phía dưới á em, bắn từ heo lên. Yeah. Hiểu không? Rồi quất. Bắn trên trời hả? Lại trên trời rồi. Thiết ngay mà. Lại trên trời nữa. Rồi, Dĩ có ngã rồi nha. Lon đầu tiên. Chúng ta sẽ xem coi cô Dĩ có gì. Đúng rồi, mở ra xem. Đây là hình phạt hay là phạt thưởng nha. Hình phạt này đó chính là nằm lên đá. Phải nằm luôn chứ không được ngồi nữa. Nằm luôn. Đúng rồi, vĩnh viễn. Nằm luôn. Ừ, nằm nghe qua chút. Rồi bây giờ tới lượt của thằng cô Tú bán nha. Từ từ anh bấm cái rồi. Rồi quất. Chỉ đâu mình kìa. Mặt bấm mạnh lên. Hột. Nhanh lên. Lại hột. Lại hột. Lại hột. Chơi luôn. Lại hột. Tụ quá chính xác quá bạn ơi. Tụ đâu đằng khi bắn súng hay sao á. À, nói chung là Tú là nó không biết bắn súng là gì hết các bạn. Nó bắn hết nguyên băng đạn luôn, không trúng lon nào hết. Bây giờ em muốn lon nào anh sẽ bắn cho em. Lon đầu tiên bên phải đúng không? Hay lon ở giữa? Lon bên đây.
Đầu tiên bên tay phải đúng không? Đúng rồi. Ok, mình sẽ bắn cho anh Tú các bạn. Mẹ. Rồi, để mình lần coi chúng ta sẽ có cái gì. Wow. Rách tờ giấy luôn. Không sao, bạn có thể xem được. Đó là chôn ngập mình. Đinh nghiệm. Rồi nói chung là cái game này là Tú là sẽ được nằm trong úp đá như vậy. Còn Dĩ thì sẽ được nằm trên đá các bạn. Vừa nằm bắn luôn. Dạ dạ anh. Dạ dạ ba, dạ dạ cho. Ok. Chúng ta sẽ xem coi thằng con Dĩ nó có gì cho bạn. Rồi. Dạ. Rồi. Hình phạt của con Dĩ là nó bị hơi bị dính nước bạn, đó chính là cởi quần. Cởi từ từ nha. Rồi ok vậy cũng được. Nằm lên đá nha, nằm lên đá nha. Còn Tú thì lon cuối cùng là hỏi cần bắn nha bạn. Tại vì có con lon gì nhất à, nên bóc luôn nha. Coi giờ thanh niên run kìa. Đây. Đây là cái tờ cuối cùng của cô Tú, đó chính là 500k. Chắc mình nghĩ chắc Tú chưa quay đầu hàng luôn các bạn ơi. Có 500k là chắc nó nghỉ rồi quá. Để em gán rồi. Gán anh Dĩ nó bị cởi quần rồi em. Dĩ nó cởi quần rồi. Mà không, cái quần em dài vậy đó. À nói chung là cái vòng này là nói chung là cũng căng đói bạn. Thằng Tú thì nó vẫn còn mặc áo mặc quần, nhưng mà nó bị chôn trong đá. Còn cô Dĩ thì nó nằm trên đá nhưng mà bị cởi quần nha bạn. Để chúng ta sẽ xem thử coi hai cu đó sẽ trụ được bao lâu nữa nha. Để coi đồng hồ là bao lâu rồi. 4 tiếng 23 phút các bạn. Để xem hai cu nó trụ được bao lâu nữa nha. Mười tám phút trôi qua và chúng ta đã có người đầu hàng các bạn. Đó chính là cu Tú. Sao hẹn em? Lạnh. Chưa nghe đi. Chung gì anh? Tài quá hả? Chưa gắn kìa. Cảm giác bây giờ thế nào? Nó vừa lạnh rồi cái chân em. Tơi hả? Này là mình bỏ kem rồi lên mình có thể làm kem cụ nữa luôn á. Lạnh lắm mấy bạn ơi. Rồi người ăn cụ của chúng ta chính là Tên 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 Tên. Ăn mượn em, ăn mượn. Nói chung là vòng chung kết là hai thằng đều vào cái nói chung là hình phạt rất là gắt luôn. Cô Tú thì bị chôn người trong nước đá, còn cô Dĩ thì bị cởi quần ra và nằm lên nước đá. Kết quả là Tú nó bị chôn nó lạnh hơn các bạn, nên Tú nó thua. Có phát biểu gì không em? Game này nó hơi khó xíu rồi. Hơi khó xíu hả? Thấy đánh bò cạp quá trời kìa. Em mà không chôn là em chơi được. Chắc mai thì sáng mai rồi. Gãy, gãy, gãy. Rồi tiếp theo là cũng dễ, phát biểu em. Game cũng dễ anh. Game dễ hả? Ờ, cỡ em làm thích chịu cũng được, may cũng được nữa. Nói chung là game này là dễ là có tiền trồng răng hay là đổ xe nữa. Đổ xe hay trồng răng? Hả? Hả? Giờ lấy tiền là đổ xe hay trồng răng? Cái này... Nè, lộn.
Chút nữa mình sẽ review con xe mà nó đậu vàng cái giải hưởng mà bữa nó thắng ở ngoài sa mạc á. Nó đem về đậu xe, nó không hẹp đụng răng các bạn ơi. Đậu xe vậy á. Video hôm nay là mình làm theo cầu của rất là nhiều bạn luôn. Người cuối cùng ở trong hồ bơi nước đá. Cái này là mình không có bơi nước vào mà là bơi đá không nha các bạn. Kết quả là được gần 5 tiếng nha các bạn. 4 tiếng 56 phút. Nói chung là do tụi mình không có chế nước vào và mặc đồ rồi trang bị đồ rất là nhiều luôn. Nó mới có thể mà chơi được gần 5 tiếng các bạn. Chứ bạn mà tắm trong hồ bơi nước đá luôn mà không có trang bị gì hết, mình nghĩ là khoảng chừng 15-20 phút là tạch đó bạn. Vừa bước xuống muốn ra liền. Nói chung là cái ghe này mình cố gắng mà cho tụi nó có thể chơi lâu chứ có thể. Và nó chỉ trụ được khoảng 5 tiếng thôi nha. À, bạn thích video này, hãy nhấn like, chia sẻ của bạn làm chưa, nhấn đăng ký kênh, hãy lý và đăng ký kênh nha. Bên mình chuẩn bị bán cái mẫu áo mới này, mình đang đặt hàng số lượng lớn, cái này chỉ là mẫu thử thôi. Thì các bạn mua áo ủng hộ mình thì các bạn sẽ có cơ hội tham gia những cái game như vậy đó bạn. Giải hưởng 10 triệu lụm hiền các bạn. Tại vì mình đang đẩy shop nên những cái trò chơi này của mình cố gắng là giải hưởng lớn nhất và đầu tư nhất luôn. Nên những bạn nào mua áo của mình thì sẽ có cơ hội là được mình random chọn may mắn thử thách những cái game show khác nha. Tạm biệt các bạn. Các bạn cứ truy cập vào lamvlog.com, sau đó hóng cái áo này bán tên đó và mua nha. Bây giờ mình sẽ review xe của cu Dĩ. Đây con xe Vision của Dĩ đó bạn. Nhìn nó độ phong cách gọi là bảy sắc cầu vồng nè. Wow. Đầu tiên là đập vào mắt chúng ta là sẽ là cái này gọi là cái chân dồi hả? Cái nắp dồi hả? Nắp dồi hình cái ngón tay chỉ lên trời bạn. Rồi nó dán mấy cái tem lóc nhóc gì quá trời luôn nè. Chữ này chữ gì vậy? Này ghi là gì vậy? Rainbow hả? Rainbow là gì? Rainbow là gì? Nhiều lớn lắm. Cá lắm. Rainbow nhiều lắm. Nó không biết Rainbow là gì luôn. Dán Rainbow. Còn Neutron là gì? Cái phụ cơ anh. Cái phụ cũng có tên Neutron á. À tức là cái này là cái phụ đúng không? Phụ nó gắn ở dưới bánh xe này. Gắn tên đầu xe nha bạn. Còn Galit gì là gì? Em biết anh, nó không biết hả? Còn Honda là sao? Honda là cái hãng đó mà. À hãng Honda hả? Anh không biết luôn á. Còn đây nữa nè, Olin gì nè. Phụt luôn hả? Phụt luôn hả? Sao gắn cổ xe kìa? Cái tem nè. Vậy hả? Còn cái này là chuột Mickey. Chuột Mickey. Cái hãm này hãm lót chân này chuột Mickey. Còn cái yên thì cái gì vua gì kim gì nè. Kim rác vậy hả? Cua anh. Mấy con ốc. Cua hoàng đế. Mấy con ốc đổi màu luôn anh. Đâu. Ồ, ốc thì màu xanh nha bạn, ốc màu xanh nè. Rồi thấy được bộ đồ lòng của cái lọc gió luôn các bạn. Gắn kiếm ngoài thấy bộ đồ lòng luôn nha. Chỗ nào đó không hết nè hả? Hết ảnh. Đây Vision đó nè. Rồi Helmet gì vậy? Là gì? Em biết anh. Cái đó của hãng ha. Xe Vision là người ta cầm bẹ để độ bánh chỉ các bạn, bánh nhỏ, bánh chỉ nữa. Nè, bánh của ta là bánh bự như vậy nè, bánh chà bá lửa luôn, bánh chút xíu nè, bánh nè. Biết à.